Từ lâu, cây khen, gậy xanh tiền là những nhạc cụ đặc sắc gắn liền với đời sống sinh hoạt của người Mông. Phóng sự sau đây mời quý vị và các bạn đến với câu lạc bộ văn nghệ dân gian Hồng My, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà để hòa mình vào những thanh âm đặc biệt của loại nhạc cụ này. Vâng, một tràng pháo tay cho Vâng, đây là các bạn ở trong câu lạc bộ văn nghệ dân gian Hồng My của xã Bản Phố. Và đây chủ yếu là các bạn mà nhiệt tình và năng động nhất ở trong câu lạc bộ. Câu lạc bộ văn nghệ dân gian Hồng My thì được thành lập vào ngày 13 tháng 3 năm 2023. Và câu lạc bộ thì thành lập với 20 thành viên. Và hiện nay thì câu lạc bộ đang hoạt động khá nhiều sự kiện tại Bắc Hà, đặc biệt là như những cái chương trình như Chợ Đêm Bắc Hà. Mình được tham gia những cái tiết mục mà mình yêu thích thì mình cũng cảm thấy rất là vui và được quảng bá cho cái quê hương của mình là mình thấy rất là tự hào rồi. Nói chung là rất là mừng vì tôi là người lớn tuổi và cái đội là cái đội trẻ và họ rất là có cái đam mê về cái văn hóa truyền thống của mình, cho nên là tôi rất là mừng và vui.